Tám Cúc xin gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đến với chương trình của Cúc Channel hôm nay. Trong cái chương trình hôm nay, Tám Cúc muốn gửi đến cho quý vị hai cái mẫu chuyện thật là hay và ý nghĩa, có cái tựa đề là Lương Thiện và Nói Dối. Mời quý vị cùng nán lại vài phút để nghe hai cái mẫu chuyện này rất là hay và ý nghĩa. Tám Cúc nghe được rất là hay nên muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị. Quý vị thấy hôm nay em có đệ tử ngồi kế bên thấy không? Bạn mèo bé tiết của em ngồi đâu nó cũng ngồi theo vậy đó, em cái chuyện nó cũng ngồi vậy đó quý vị. Nha, giờ vô đầu tiên là em muốn gửi đến cho cô chú anh chị mình một cái mẫu chuyện có tựa đề là Lương Thiện. Thì người ta nói là những cái gì mà mình lương thiện là mình sẽ luôn thắng, còn mình không lương thiện thì thấy thắng trước nhưng mà sau cùng lại kết quả gọi là thua. Thế vậy đó là một cái chuyện mà rất là ý nghĩa. Thì chuyện gì nè quý vị, có một cái hòa thượng, một ngày hòa thượng này là ngài đi vào rừng để mà giống như là nhặt những cái cây củi á. Thì cái lão hòa thượng này vừa đi mà kiểu như lên rừng để mà nhặt củi, với lại đi gọi là đi đi mà bộ hành luôn đó, gọi là đi để người ta thư giãn đó. Thay vì mình gọi là tập thể dục, còn này là mình thư giãn đó. Thì ông mới đi vô rừng. Thì hôm nay trên cái đường đi vô rừng thì tình cờ ông thấy ở phía trước á, có một cái cậu bé mà cậu đang bắt mấy cái con bướm. Ông thấy cậu bắt mấy con bướm á, thì ông hòa thượng này ông mới đi lại gần, ông mới gần ông hỏi cậu bé, cậu đang làm gì đó? Thì cái cậu này nói là dạ, cháu đang bắt mấy con bướm. Cậu bé này có mới nói ông đang làm gì đó, ông đi làm gì đó? Thì ông này nói là ta đi đốn củi, ta được bó củi nè, mà bây giờ con muốn chơi trò với ta không? Thì cái cậu bé này thấy dạ trò gì ạ? Cái nói thì chơi trò đố đó, ví dụ như con đang cầm cái gì trong tay con, ví dụ như vậy đó. Cái thằng bé nhỏ này nó nghe nó khoái, nó mới nói dạ được, dạ được, vậy bây giờ con đố ông nha, con đố ông bây giờ là con đang cầm cái con bướm trong tay á, là con bướm sống hay là con bướm đã chết? Nếu mà ông đoán đúng á thì con thua ông, còn nếu mà ông đoán sai thì ông thua con bó củi ông đang mà cầm nha, ông đang cầm bó củi đó, ông sẽ thua con. Ông đoán đi, con đang cầm con bướm sống hay là con bướm chết? Thì cái ông hòa thượng này nè, ông mới vuốt râu, ông cười khà khà vậy để ta đoán là con đang cầm cái con bướm trong tay là con bướm đã chết rồi. Thì bắt đầu là cái cậu bé này cười ha ha ha, cái cậu bé buông tay nhẹ nhẹ ra, có con bướm bay lên, là con bướm bay lên, cậu bé để con bướm bay lên sống. Cái cậu bé nói con bướm đã sống chứ không phải là con bướm chết, nên là ông đã thua con bó củi rồi. Thế là cái ông lão hòa thượng này ông cười khè khè và ông đưa cái bó củi trên tay ông cho cái cậu bé này xách về và ông đi về. Thì cậu bé này cảm thấy vui quá, cười hả hả, mình đã thắng mà lão hòa thượng rồi cho nên mừng quá. Thì cậu bé nê bó củi đi về nhà khoe với bố mình là hôm nay con được bó củi lớn. Thì ông bố hỏi ủa sao mà con làm gì được bó củi lớn vậy? Cái nó mới kể lại, nó mới nói con gặp cái ông hòa thượng mà ổng thua con đó bố, con với ổng thách đố với nhau là con thắng. Thì người bố này mới hỏi con thách đố làm sao vậy đó? Thì cậu này mới kể lại y đầu đuôi như vậy. Thì cái ông bố mình mới nói trời ơi thôi 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 chết rồi, vậy là con bậy rồi, con sai rồi, bây giờ hai bố con mình phải ôm cái bó củi này lên trên chùa trên núi để mà trả lại cho lão hòa thượng mới được, để thôi mình có lỗi mình có tội. Thì cậu bé này có nói sao có tội được bố, cái này là con rõ ràng con thắng lão hòa thượng chứ con đâu có phải con lấy ổng đâu mà có tội. Cái người bố này mới kể với cái người con này nói tại vì cái lão hòa thượng cố tình để thua con đó là người đó đem cái lòng từ bi, cái tâm thiện của người ta để mà cứu cái con bướm. Bây giờ nếu mà cái lão hòa thượng mà nói với con á là cái con bướm trong tay con á là con bướm sống thì chắc chắn con sẽ bóp cho con bướm nó chết rồi đúng không? Đó cho nên ngài mới nói là con bướm nó đã chết thì con mới để cho con bướm nó sống nó bay đi. Đó là ngài đang làm một cái việc thiện mà con không thấy được cái điều thiện đó mà con lại tưởng là mình thắng nhưng thật sự con đã thua rồi. Thì thôi bây giờ hai bố con mình đem bó củi này lên trả lại cho ngài hòa thượng, cho lão hòa thượng. Thằng bé nó nghe vậy nó cũng gãi đầu, nó cũng thấy có lý, nó cũng thấy được. Thì hai cha con mới là cầm ôm bó củi đi lên tới trên chùa.
Thì lên tới trên chùa thì ông hòa thượng ông mới cười, ông bắt cơ ông cười, ông thấy bố thằng này ôm bó củi lên để nói là con xin trả lại ngài, trẻ con nó không biết con xin lỗi ngài là gì đó, cho con gửi lại cái bó củi. Thì cái ngài hòa thượng ngài cười chứ ngài không nói gì đó. Thì cái người cha mới kêu người con á là con hãy xin lỗi ông đi, con xin lỗi ông hòa thượng, con phải xin lỗi ông. Thì thằng bé này nó không chịu, nó con nít mà nó không chịu, nó bực bội, nó nói cái này là con cá với lão hòa thượng là con thắng, con được bó củi chứ đâu phải là con ăn cắp hay con lấy của ông đâu mà phải bắt con xin lỗi. Nhưng mà người cha nói con xin lỗi là xin lỗi cái lòng từ thiện của lão hòa thượng đã cứu con bướm, chứ không phải là ngài muốn thua con đâu, ngài không có thua con, mà là cái tâm từ thiện của ngài, ngài đã thắng con chứ ngài không có thua, nên con xin lỗi. Thì thằng này nó nghe nó cũng như xin lỗi mà trong lòng cũng uất ức xin lỗi hoài. Thì trên đường về thì người cha nó giải thích vậy đó, cũng y như nãy ở nhà, nó giải thích là trời ơi nếu mà cái ông hòa thượng này ông có cái tâm từ bi, ông kêu con muốn thay vì ông nói là con ơi thả con bướm bướm đi, con bướm nó chết, con giết nó chết tội nghiệp nó thả đi, thì chắc chắn con không thả rồi, mà ngài phải là hy sinh cái bó củi để cho con thắng, là ngài muốn cứu cái mạng của con bướm, là bằng cách là ngài nói là con bướm nó đã chết rồi, con buông ra thì con bướm sống thì ngài thua. Đó là như vậy, đó là nói lên một cái người mà từ thiện, đôi khi cái lòng mình cái tâm mình nó thiện á, mà mình đâu có phải là mình phải nói à tôi đang làm thiện, tôi rất là từ thiện, à, tin tôi đi, tôi là người thiện nè, tin tôi đi, thì cái đó là miệng ai cũng nói được, nhưng mà cái việc làm của mình á, sẽ cho người ta thấy được là mình có thiện hay là không, chứ không phải là mình nói hay là mình bày ra trước mắt người ta để cho người ta thấy mình thiện nhưng mà không có thiện. Quý vị thấy là à, để em tám hai ba câu trước khi nói về cái vấn đề mà nói dối, thì giống như cái việc làm từ thiện thì cái chuyện này rất là nhạy cảm thưa quý vị. Nhiều người người ta làm một chuyện gì đó không đáng là bao nhiêu, nhưng người ta quay và người ta tung lên những cái đoạn clip mình thấy rất là hoành tráng, nhưng thật sự nó chẳng là bao nhiêu tiền thưa quý vị. Và mình cho người ta là mình của cho không bằng cách cho, nó là như vậy. Mình cho người ta sao mà mình thấy được cái việc làm mình ý nghĩa thì mình hãy cho. Còn nếu mà mình cho về cái bản thân mình được nổi tiếng, được được cộng đồng nhiều nhìn nhiều hơn, thì cái người được được cho đó không có cái gì hết trơn, không có cái gì. Bây giờ ví dụ một người nào đó, ví dụ như Tâm Cúc đi, em á thường thường em cho, em hay cho tiền quý vị. Ừ em biết sao nào cho tiền, ít gì cũng là 500 triệu 2 triệu đó là em cho tiền, em nghĩ là cái số tiền 500 phải không, bây giờ em cho ít nhất là 500 đi, thì người ta cũng có thể mua được bộ tập sách cho con người ta, hay là người ta mua được vài ký gạo người ta ăn, hoặc là người ta có thể là đóng được một ngày viện phí, 2 ngày viện phí, ví dụ người ta bệnh, hay là người ta mua được vài lần thuốc, vài mũi thuốc, ví dụ như vậy, hay là cái gì cho gia đình người ta còn được. Thì cái đó quý vị thấy, ví dụ như là em cầm mà 10 triệu bạc đi mà em cho từ thiện người ta, người 500, người 1 triệu, nếu mà em cho người 500 thì được nhiêu, có 20 người là đã hết 10 triệu rồi. Còn nếu mà cho người 1 triệu là có 10 người là đã hết 10 triệu rồi. Mà quý vị thấy 10 người đứng còn nhiêu, mà không lẽ mình cho cái mình phải quay clip đúng không? Còn nhiều người rất là khôn khéo, em không phải sân si, nhưng mà em kính thưa quý vị, mình cho từ thiện mình cũng phải nhìn. Có người cho bữa cơm phải không, ăn bữa cơm hoặc là ăn ổ bánh mì, thì nè em cho bữa nay mấy trăm phần cơm, phần cơm nhiêu, phần cơm là làm phần cơm để cho từ thiện, phần cơm có 10.000, thì bây giờ bỏ ra 100 cái phần cơm đi mới có 1 triệu bạc, 200 phần cơm mới có 2 triệu thôi, 300 phần cơm mới có 3 triệu thôi, mà quý vị thấy 300 phần cơm là 300 người đứng để nhận cơm, thì quý vị thấy quay lên một cái clip hoành tráng chưa, 300 người đứng để nhận cơm đó, mình thấy mình người nhìn vô mình thấy trời quá trời người ta lại để mà nhận cơm, thì mình cảm thấy cái người đang làm từ thiện này trời sao họ tốt quá, giờ họ cho tới mấy trăm người luôn, nhưng mà tính ra có 3 triệu bạc không bằng em cho 10 người đứng đây nữa, nhưng mà cái cơm đó người ta ăn cái hết rồi, còn em cho người ta có thể làm được công việc khác, cho nên là của cho không bằng cách cho. Vậy thấy nhiều người cho mấy ngàn cái trứng, mấy ngàn trứng tính ra có nhiêu tiền đâu mà người ta cho lại biết là bao nhiêu, nhưng mà họ quay cái clip mình cảm thấy rất là hoành tráng, cho rất là nhiều. Đó là không phải là em nói sân si, như ý em nói là mình cho làm sao để cho cái người được nhận á, người ta có thể làm cái việc gì đó ý nghĩa, dù không nhiều cũng ít. Hai quý vị giống như em cho người ta, cho người nào là ngon lành người nấy, em cho người ta là người ta có tiền để người ta mở một cái gì đó, người ta buôn bán nhỏ nhỏ, mình có cho ít thì người ta làm ít, nhưng mà ít ra, hay là mình cho một cái đứa trẻ nào đó nó vô năm học mà nó không có tiền mua sách, mình cho nó đủ mua một bộ sách nó học thôi, là cái đó là cái tâm mình nó còn hoài theo cả năm trời năm học của nó,
chứ phải là mình quay lên để cho cộng đồng à em cho cái này cho kia đủ thứ, có nhiều người cho mình tính cả không có nhiêu tiền đâu quý vị, cho mấy bây giờ 1.000 cái trứng, 2.000 cái trứng đi, mình cho hoành tráng mình đứng xếp hàng mấy trăm người hay gì thì cũng có nhiêu tiền, mấy triệu bạc chứ nhiêu. Còn em cho em thấy là vài người thôi, cái đó là không phải là mình đề cao mình, nhưng mà em cảm thấy là việc làm đó là đúng. Còn theo thời gian mình cho người nào người nấy nhớ mình hoài, em kể thêm cái gì nghe này mắc cười, ý em nói là cho người nào người nấy nhớ mình hoài mắc cười. Em nói hồi năm rồi á, hồi năm trước á là em sửa nhà này nè, thì quý vị thấy là lúc mà mình sửa từ trước ra sau, sửa dàn bếp dàn đồ thì em đâu có chỗ đâu nấu cơm, đúng không, là làm bếp rồi lấy hết rồi không có nấu cơm được, cho nên em phải đi cơm tiệm không à, ngày nào cũng phải chạy ra ngoài tiệm để mà mua cơm phần á, rồi cái bắt đầu mình ăn buổi sáng buổi chiều, chứ có nấu được đâu, thợ thầy làm đùng đùng rồi bụi bặm cắt gạch cắt đồ sao nấu được. Thì khi đi ra đó mua ngày nào cũng vậy, bữa nay em đi ra tiệm em mua thì em vừa kêu mà cái người tiệm làm cơm cho em á, thì vô tình có một cái người này em còn nhớ là hơi cứng cứng tuổi một tí xíu nha quý vị, hơi cứng cứng tuổi mà cái quần á thì xăng lên mà một ống thấp một ống cao, mà đội cái nón xe xe nó cũ èm luôn, như là nón đệm của èm vậy đó, mà nhìn ông ta rất là kiểu như là nó nghèo á, người nghèo mình nhìn cho mình biết liền là người ta có cái nỗi khổ gì á. Xong á em đang đậu xe ở phía trước cái tiệm cơm á, rồi em ngồi trên xe em đợi người ta lấy cơm ra đó, thì cái người mà nghèo này nè mới đi tới mới nói là cô ơi cô cho tôi xin 5.000 để tôi mua cơm tôi ăn. Cái thằng Cúc quay ra, thằng Cúc mới nhìn ổng mới nói là ủa 5.000 sao chú mua cơm được, đâu có ai bán cơm 5.000. Cái ông này mới nói tôi xin cô 5.000, cái tôi đi dài dài lên kia tôi xin mấy người kia thêm người 2.000 người 5.000 nữa, gom gom đủ 25.000 cái tôi mua hộp cơm 25.000. Ông mới nói vậy đó, ông nói tôi xin cô 5.000 thôi, cái tôi đi xin dài dài nữa đặng được đủ 25.000 cái tôi mua hộp cơm ăn đói quá cô ơi. Trời, mình nghe mình xúc động cái gì, nghe sốt ruột liền, tự nhiên xin xin mua hộp cơm mà không đủ mà phải xin nhiều người thì mới mua được hộp cơm, thấy tội nghiệp hết biết không. Xong Tấm Cúc mấy là cái chủ tiệm đó đó mới đem hộp cơm qua cho Tấm Cúc, Tấm Cúc đó thôi nè nè đây nè chị đưa hộp cơm chị làm cho em thêm hộp khác đi, hộp cơm này chị làm cho em nè là em đưa cho chú. Em nói thôi chú ơi chú khỏi cần xin gì nữa trơn, bây giờ con tặng cho chú hộp cơm này luôn, chú khỏi cần đi xin ai nữa, tặng cho chú hộp cơm rồi hình như em tặng thêm cho ổng mấy chục ngàn nữa hay gì á, nhớ nhớ con vậy đó. Nhưng mà đặc biệt em nhớ là cái hộp cơm thôi, còn tiền em cho em ít có khi nào nhớ lắm, còn hộp cơm em cho vậy đó ha. Thì em mới lại lấy cái hộp cơm là sườn bì chả trứng gì đó không biết, là cũng một hộp nha, bà chủ bà làm cho em đặc biệt lắm, cho nên là em đưa cho cái chú này, em nói là chú ơi chú lấy về chú ăn đi rồi con mua hộp khác. Cái ông này ông thấy gì ông cầm hộp cơm lên, trời ông cảm ơn em nhíu mắt nói trời trời cô ơi cô tốt quá, trời ơi, tôi cảm ơn cô quá trời. Xong ông Cúc nói không sao đâu chú lấy hộp cơm ăn đi, trời người ta đói bụng, người ta đang xin mình cơm đói bụng mà, người ta xin mình thì mình cho, mình không cần biết người ta có giàu hay là nghèo hay là xin thật sự hay xin giả dối, nhưng mà người ta mở miệng ra xin mình có khả năng thì mình cho người ta đi là cái phước của mình. Giống như con người của mình là bây giờ mình đi xin ai đó mình có dám xin không, mình mắc cỡ muốn chết làm sao dám mở miệng xin cho tôi miếng cơm hay miếng gì, đâu có đâu, mắc cỡ. Nếu mà mình có đầy đủ thì mình mắc cỡ, còn người ta phải vô cái đường cùng, người ta là người tốt người xấu hay là giàu nghèo hay là thiệt giả hay là như thế nào, mà miễn người ta mở miệng xin thì mình có thể khả năng mình cho nên Thắng Cúc cho ổng, ý là em kể là cho như vậy đâu phải thôi đâu, quý vị thấy năm nay đã giáp một năm rồi mà không hiểu sao ổng nhớ mặt Thắng Cúc quý vị, trời trời ổng nhớ mình, có cho mấy chục ngàn với cái hộp cơm có nhiêu tiền đâu trời, tổng cộng không được 100.000 bạc nữa mà đúng một năm trời. Thì hôm rồi tuần rồi em mới lại cái tiệm cơm đó em mua nữa, em đi công việc xong em ghé ngang em mua cơm đó nữa, thì vô tình em lại gặp cái ông mà em cho hộp cơm hồi năm rồi, trời ông ngừng lại ông cảm ơn em hết biết cái gì ơi, trời trời mình nhìn mình giật mình, ông nói trời cô ơi cô năm rồi cô cho tôi hộp cơm tôi mừng quá, con tôi nó đói hết biết đói và nó ngồi ở đằng góc cột điện cái đắng á, trời ơi bữa đó đói hết biết đói mà tôi đi xin tiền mà xin ai, có xin người 5.000 2.000 không ai cho hết, sao tôi gặp cô cho nguyên cái hộp cơm với cô cho tiền tôi, mà tôi về con tôi ngồi đắng hai cha con tôi ăn hộp cơm muốn hỏng hết luôn, hộp cơm nó nhiều mà hai cha con tôi ăn hỏng hết mà nó ngon tôi nhớ. Trời ơi, ông nói mình nghe mình muốn rơi nước mắt. Ông nói đâu có được ăn hộp cơm ngon vậy đâu. Rồi mà mình cho hộp cơm quá ngon hai cha con ăn, ông nói ăn bữa cơm đó nó ngon mà tới nỗi ông nhớ tới năm nay. Ông gặp mình là ông nhớ tới cái mặt mình luôn trời. Thì quý vị thấy đó. Cái lương thiện của mình cho người ta một năm trời mà người ta vẫn nhớ mình là mình cảm thấy mình cho đúng rồi đó, không sai đó, mình thấy đúng rồi đó.
Rồi thấy thương hết sức thương, mà thương cái ổng mà khi mà lúc mà mình cho ổng hộp cơm đó, cái gì thấy ổng cầm mà cái ống quần xăng cao thấp á, mà ổng đi á, tôi cũng nhìn theo cái dáng ổng đi á, mình thấy đi bay 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 bay, đi nhanh 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 nhanh, mình tưởng tượng sao mà ổng đi nhanh nhanh. Em cũng nghĩ lúc đó là ổng ở nhà ổng có là vợ ổng đau bệnh hay là con ổng còn nhỏ, em nói em suy nghĩ ngay chăng là ngay chăng luôn. Thì năm nay ổng gặp lại ổng nói lúc đó con ổng ngồi đằng cột gốc cục điện đợi mà nó đói bụng á, mà em cho cái hộp cơm đó là lần đầu tiên hộp cơm ăn ngon nhất, ổng nói gì đó, toàn là đi xin ăn không, hai cha con á thắt dơ thắt kẻo, không có vợ hay là gì nữa, mình cũng không hỏi nhiều, nhưng mà ổng nói vậy thì mình nghe vậy. Ổng nói con ổng ngồi đằng gốc cục điện đợi ổng đi xin á, mà đi lại ăn rồi hai cha con tao nói nghe, ổng nói hộp cơm nhớ hoài. Mình nghe mình thấy vui với cái việc làm nhỏ xíu của mình mà được người ta nhớ đó quý vị. Cho nên là em làm cái gì em không nhớ nhưng người ta nhớ tới em, trời ơi may quá. Rồi đó là một mối chuyện nói về cái vụ mà lương thiện. Bây giờ tới cái vụ mà nói dốc. Tới cái câu chuyện tiếp theo nói về nói dốc như em giới thiệu từ đầu. Quý vị, có những cái người nói dốc dữ lắm. Như thế này, thì nói dối chứ, nói dối không phải nói dốc. Nói dối một lần không được. Là có một cái cậu bé nó chăn cừu. Thì cái chuyện này em nghĩ chắc là con cũng biết nhiều rồi, nhưng mà em muốn kể để mà em tám thêm cái đoạn sau một tí xíu về cái vấn đề nói dốc nữa. Ha, thì nói dối này, có một cậu bé có đi chăn cừu. Thì cái người chủ chăn cừu á mới dặn với cậu là ở đây mà chăn cừu á, nếu mà có gặp sói á, con sói nó lớn á, nó vô nó ăn thịt con cừu dữ lắm nha. Cho nên là có gặp sói thì phải la lớn lên để cho những chú bác mà những người nông dân mà người ta làm ruộng gãy gần ở đây á, người ta nghe, người ta lợi, người ta cứu, người ta có cây có gậy gộc rồi để người ta xua đuổi những con sói nó đi để nó ăn hết cái bầy cừu của ông chủ này. Thì thằng nhỏ nó cũng nghe, nó cũng dạ dạ nó ra nó chăn cừu, mà nó ngồi á nó cũng không thấy gì, nó thấy mấy con cừu ăn rồi thôi, nó chán rồi nó không biết làm trò gì trơn. Cho nên nó suy nghĩ ra, nó nói bây giờ mình đây mình chán rồi, mình làm sao cho các chú các bác chạy lên mình chơi, bằng cách là nó la lên, nó la dốc, nó la có sói cứu tôi với, có sói vừa ăn cừu cứu con với, nó la sờ lên. Thì những cái chú bác làm gần ở đó đó, người ta mới xách cây xách gậy gộc đồ, người ta chạy tới để người ta coi con sói đâu, người ta xua đuổi nó đi, người ta đập nó để nó ăn hết con cừu sao. Thế là người ta cầm lại, cầm cây cầm đồ lại hết, thì đâu có con sói nào đâu, không thấy con sói nào hết trơn á. Thì mọi người mới nói à, tự suy nghĩ thôi, mới nói à chắc là con sói nó lại á, thằng nhỏ nó la lên rồi tụi mình đi tới á, cho nên nó động á, cho nên con sói mấy con sói nó chạy rồi, chắc họ nghĩ là họ tới á, động cho nên mấy con sói nó chạy thôi, chứ không có nghĩ cái này nó dốc nữa. Rồi thì mấy ngày sau cái thằng này nó thấy vui quá, nó thấy trời ơi mình không ngờ mình la lên có sói, mà mấy chú cầm cây mấy cô cầm cây chạy quá trời, mình thấy vui quá. Mấy người này lớn mà còn bị mình dụ, nó nghĩ gì đó. Cái đầu mấy ngày sau có bắt đầu nó làm phát nữa, tự nhiên nó la lên có sói vô ăn cừu bà con ơi, có sói vô bà con cô chú bác cứu con với, có sói vô ăn cừu, nó la quá trời la. Thì bắt đầu là mấy người này mới cầm cây chạy tiếp tục nữa, nói ôi có sói vô vùng này, cho chạy cầm cây để mà đập mấy con sói. Thì khi chạy tới thì không thấy con sói nào hết trơn, vẫn thấy đàn cừu bình thường mà không thấy sói nào hết trơn á. Thì trong đây có một người nhìn cái cậu bé, nhìn cậu bé thì cái cậu bé này á nó mới cười mỉm mỉm. À, bắt đầu lúc này nó mới cười mỉm mỉm. Thì người lớn người ta phát hiện cái thằng này nó nói dốc, không có con sói nào mà hôm nay nó làm cho mình hoài, nó cứ hù mình như thế này, cái thằng này không được rồi, mai mốt á là mày mà có sói thiệt á không ai cứu mày đâu nghe mày, nó dốc gì mà dữ vậy, người ta còn làm công ăn công chuyện bên kia ruộng gãy của người ta nữa, mà mày la mày làm cho người ta phải nhổ cây nhổ sào chạy tới đây mà không có hết trơn, mày con nít mà mày dụ người lớn vậy là không có được nha, mai mốt có sói thiệt là mày kêu không ai cứu mày đâu á. Thằng nhỏ nó cười hả hả, nó thấy nó đắc thắng rồi, nó gạt mấy người lớn này được, nó cười. Thì như vậy tới đâu một tuần sau nữa, có một tuần sau thì lúc này có sói vô thiệt, lúc này có con sói to ơi là to luôn, con sói lớn thiệt là lớn luôn, thì nó tới để nó ăn mấy con cừu thiệt. Lúc này thì thằng nhỏ nó la làng lên, nó thấy con sói một cái nó muốn xỉu rồi, nó gụng rời nó la hết nổi rồi, nó nói trời ơi con sói lớn quá rồi, chú bác ơi cứu con với, trời ơi lớn quá con sói quá trời lớn ơi cứu con với, con nó la nó dãy đùng đùng. Mà mấy người kia nghe, mấy người làm gần nó nghe, nhưng mà người ta nói thằng quỷ nhỏ đó nó nói dốc vậy lắm, hôm nay hai lần rồi nó làm cho mình nhổ cây nhổ sào chạy qua có con sói nào đâu, bữa nay nó la làng chắc là nó dốc nữa rồi chứ đâu, hôm qua ăn chi mảnh mai nó làm đi đi qua làm gì kệ nó. Thế là không có ai qua cứu nó hết trơn á, để cho con sói nó vô á, rồi thằng nhỏ thì nó chạy, còn sói nó vô nó ăn cừu sạch sẽ hết trơn, nó ăn cái đám cừu của ông chủ sạch hết trơn. Thằng nhỏ nó về nó khóc sờ hết trơn, nó về cha nó khóc, rồi cái người cha nó mấy là hỏi về cái sự, thì những người xung quanh người ta có kể là thằng này nó nói dốc vậy đó. Thì bây giờ nó la lên người ta cũng tưởng nó nói dốc, đâu ai cứu đâu.
Cho nên là cái thiệt thòi là cái tại cái thằng Nguyễn nhỏ này nó nói dốc. Bởi vì đây là một cái bài học, mình đừng nói dốc, nói dốc rồi tới chừng mình nói thiệt không có ai tin quý vị. Tới chừng mà nói thiệt không ai tin là nó có hại. Thì như em nói là để em kể cái này rồi em tám quý vị nghe cái này mắc cười. Đó là nói dốc là sao? Nói dốc cũng nhiều khi cũng em nói như thế này là nhiều năm nay rồi, nhiều năm nay rồi. Năm nào gia đình cũng kêu em lấy chồng, má em, anh chị em hỏi em sao mà không lấy chồng, năm nào em cũng nói em lấy chồng hết trơn mà cuối cùng không có lấy. Đó là như vậy, năm nào cũng nói à năm nay đẹp trời à con lấy chồng, năm nào cũng năm nay con đẹp trời con lấy chồng à, cứ nói vậy hoài mà hỏi lấy ai thì không nói, nhưng mà năm nay đẹp trời con lấy chồng à. Rồi có lúc thì mọi người tin lắm nha, trời tin á, năm nay cũng lấy chồng mày nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị cho nó lấy chồng mày đó, không biết tháng nào nó cho hay nha, là chuẩn bị hết trơn để mà miễn cho hay là chạy lên nhà nó liền đó. Rồi cuối cùng để từ đầu năm tới cuối năm cứ vậy hoài, qua năm này qua năm khác, cho nên bây giờ mà em nói em lấy chồng không ai tin chứ gì, người nào cũng chấm chơi chấm chắc à. Em nói con lấy chồng nha, hôm nay lấy chồng nha, mọi người nói mày lấy kệ mày chứ mày lấy, em lấy kệ mày chứ nói chi, nói hoài mày có lấy đâu. Mọi người cứ nghĩ là em nói dốc không à, bây giờ là em mà nói lấy chồng không mới tính, ở nhà em cả má em cả anh chị em cũng vậy, nó nói hoài mà nó có lấy đâu, bây giờ nó có nói nó lấy cũng vậy à, nó không có lấy đâu, nó nói dốc. Rồi mới mốt em lấy thiệt cái em ngủ không ai tới tại người ta tưởng mình nói dốc. Nó nhiều cái cũng mắc cười giống cái chuyện này quá. Em thì hôm nay Tấm Cúc kể và Tấm chuyện cho quý vị nghe hai cái mỗi chuyện nói về lương thiện với lại cái lời mà nói dối đó, đôi khi tới cái lúc mình nói thiệt người ta không tin là giống mới thị vậy đó quý vị. À, em cũng rất là vui được tám chuyện và kể chuyện cho quý vị nghe hàng ngày trên kênh Cúc Channel này. Rất là vui nếu quý vị mà thương em, thích những cái mẫu chuyện em kể thì nhớ bấm đăng ký kênh để mà nghe được những cái mẫu chuyện mới nhất của em kể lên khi em post lên kênh thì quý vị nghe được liền trước. Để học cái đăng ký kênh thì đôi khi mà có lúc thấy lúc không. Còn nếu mà đăng ký kênh thì khi em post clip lên thì quý vị sẽ thấy và nghe cho nó vui để thư giãn sau những giờ mình làm việc. Đâu có mắc tiền bạc đâu, chỉ có tốn tí thời gian của quý vị nhưng mà đổi lại được cái niềm vui và cũng như trò chuyện cùng với Tấm Cúc, một người con cháu, một người em và một người bạn của quý vị, đó là Tấm Cúc. Em rất là kính trọng quý vị và yêu thương quý vị rất là nhiều, đã luôn cổ vũ và đồng hành cùng với kênh Tấm Cúc. Kính chúc sức khỏe tới quý vị, chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Tấm Cúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình tiếp theo. Em xin chào quý vị.